Oh, vi còn lại nó phát đấy. Vì cô like nữa. Mình lên like hơi bị sớm. Mọi người nghe được mình nói gì không? Hello. Hôm nay thử nghiệm livestream với microphone. Sẽ về cái xin không? Chưa thấy ai vô hết. Có 5 bạn, 6 bạn, 7 bạn. Mọi người nói gì đi để mình thấy. À, lên rồi đó. Yeah. Yeah. Lời hai. Xin chào bạn Thu Hằng. Chào mọi người. Thành Nhân Mã. Anh để điện thoại hơi xa anh Phó ấy nha. Mọi người nghe mình nói vậy không? Trần Anh Khoa. Hello em à. Xin chào mọi người. Bên bạn Vinh đang là 10 giờ 40 phút sáng. Vinh và em à đang ngồi ở cà phê. Hôm nay đang thử cái microphone. Đang ngồi quán cà phê nha mọi người. Chua chu nè nít. Em mà corona. Em bé bây giờ là 4 tháng. Xin chào mọi người. Bên anh đang là 10 giờ 40 sáng. Hello everyone. Hôm nay thì mình và em mà mới đi họp xong và sẵn ngồi cà phê thì làm một cái vlog cho nó nhanh ha. Đây là shopping center. Cái mà so beautiful kìa. Tôi shop lắm. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn. À, cảm ơn các bạn. Ừ. Các bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Yeah. Ừ. Có tiếng Việt rồi học rồi. Sao đi sao phải lắng chưa? Yeah, it's good. Học tiếng Việt mà học mấy năm rồi chưa xong nữa. Yeah, it's not Vietnamese. Cấp 3 bên đây đã đi học rồi nha mọi người. Thì cho dù dịch corona nhưng mà mọi người giữ an toàn thôi, chứ không có phải đóng hết trường học như bây giờ. Với lại nhiều tin nhắn quá nó dễ bị tuột nha. Corona. No corona. Ho ghê vậy. Cảm ơn mọi người. So I say Vietnamese is tiếng Việt dễ. Vietnamese is my name is not my photo so spell là đây. Tiếng Việt dễ nhưng mà tại mà bà lười á. Dễ bị đi. Thôi được bà lười spell. Em ai kêu là học tiếng Việt hơi bị khó với em mà. À, vợ chưa sinh em ơi, tới tháng 1 năm sau mới sinh. Hả? Này thì đồ phứa vỡ sinh nét đồ. Dễ nụ. Nếu mà bị cảm á. Dạo này bên đây nó có một cái triệu chứng ấy, gọi là bị giếng cỏ. Nghĩa là khi mà mình tới mùa hè ấy, là người ta có mùi cỏ với bông mọc ấy, thì bạn Vinh sẽ bị sốt và ho. Nó giống triệu chứng corona nhưng mà không phải. Để xin lấy cái cảnh xé ra, cách ly em mà. John Otaku, chào em. Nói tiếng Việt em mà không hiểu nên lâu lâu mình phải dịch. Bây giờ đang là 10 giờ 42 sáng. Hôm nay thì bạn Vinh tối có việc bận nên không có rảnh ngồi làm vlog. Nhưng mà có thể vlog sẽ lên ngày mai nên hôm nay livestream bù ha. Đây, em mà mới ăn. Cái bánh. Cậu ăn à, cái bánh còn có một miếng à. Hôm xin đùa gà vư, bầu bì mà xinh đẹp. Sao đùa gà vư mà stay về xì có rồi. Cảm ơn. Đúng rồi. Xin chào mọi người. Đúng rồi, tại bữa giờ có bầu á nên hormone nhiều á, lên mụn. Sẽ đồ ham mắng bấm xe anh chị. Nè nè, mụn nè. Này bị muối chít. No em good. No good hả? Hồi xưa anh qua đây là anh học tiếng Đan hết 3 năm. Trong vòng 6 tháng đầu tiên á thì anh học là anh biết bập bẹ nói tiếng Đan. Và sau khi 3 năm thì mình nói thành đạo. Bên sân đi nhà trẻ rồi mọi người. À chắc không? Đã đang coi mọc tóc lại. Mình để tóc lại để coi làm sao nha. Tiếng khai đàn khó không á. Thì em vô cái clip mà anh dạy tiếng đàn á. Cù đâu cù đây á. Nhiều quá. Anh đang tập sáu múi, bữa giờ là anh giảm được 4 kg rồi đó.
nhưng mà mục tiêu là giảm 10 kg, nên từ dư 10 kg tới lúc lên 6 múi nó hơi bị lâu. Mà dạo này bà, mà bầu á, thì thấy mà mập lên không? Sao đúng lưu trước rồi dư lưu rồi vư? Eric đi. Mà lên 4 kg. Anh Vinh xuống 4 kg. Anh biết. Thường á, nếu anh livestream, anh sẽ livestream vào khoảng 7-8 giờ tối. Việt Nam hay hơn, tại người ta coi đông hơn. Nhưng mà giờ này mình với em mà mới rảnh nên mới livestream được. Cảm ơn em. Vẫn phong độ đúng không? Vinh vẫn đẹp trai như thường. Ok, có một bạn ở Na Uy nói là muốn xuống Đan Mạch chơi mà sợ là quay lại là bị cách ly. Hình như Na Uy với Đan Mạch được mở cửa mà ta đâu có bị cách ly đâu. Facebook Vinh, anh tên là Vinh Huỳnh, nhưng mà anh không có add Facebook riêng, mọi người cứ vô fanpage nha. Anh Vinh bây giờ đang làm YouTuber thất nghiệp. Nói chứ anh Vinh có đầu tư một số cái dự án ở ngoài. Bữa giờ, đầu năm tới giờ cũng kiếm khá khá rồi đó. Đúng rồi đó, anh cũng đang tính đi cấy tóc. Hồi xưa lúc anh qua đây á, là anh học lớp 9 ở Việt Nam. Qua đây cái bị trễ nửa năm. Và sau đó là mới vô học lớp 8, tức là đang lớp 9. Bị trễ nửa năm là bạn của mình ở Việt Nam đã học lớp 10. Tự nhiên mình ở đây bị đẩy xuống là lớp 8 để học tiếng Đan Mạch. Và mình nhớ cái ngày đầu tiên mình vô học tiếng Đan Mạch á, thì mình không có biết từ nào hết á. Người ta đẩy thẳng vô lớp Đan Mạch luôn. Trời, ông thầy ông đứng ở trên ông giảng tiếng Đan Mạch, ở dưới ngồi ngốc ngơ không hiểu gì hết. Chỉ có cái tiết duy nhất mà mình hiểu là tiết toán. Toán thì dân Việt Nam rất là giỏi, và Vinh là học sinh chuyên toán ở Việt Nam. Yeah, em Hà Đi Cốt. Ok, để em mà nói nha. Không, anh đầu tư Bitcoin, anh đầu tư cổ phiếu. Em bé sắp tới hả? Chưa có tên nữa. Anh Hoa Đan là hồi xưa là đi theo diện đàn tụ gia đình. Anh chuyên toán, anh là một trong lúc mà anh trước khi đi là anh top 5 của trường trung học của anh. Indasper và đến cô đi mẹ mày đây. Và đến Hello đi đây. Yo, how did it be? Until tomorrow. Hôm nay em mà khỏe, nhưng mà buổi sáng thì em mà có bị ói tại đang có bầu. Anh Vinh tốt nghiệp ngành tài chính và sau đó là có học thêm quản trị kinh doanh. Anh cao 1m74, em mà cao 1m72. Qua nhiều quá mình đọc không được. Em mà sinh năm 99. Em mà nói được tiếng Đức hả? Kann du Deutsch sprechen? Em mà hiểu tiếng Đức nhưng mà không có trả lời được. Các bạn Vinh là Vinh thì biết tí xíu tiếng Đức. Toán Việt Nam với toán Đan Mạch hả? Toán đại Việt Nam trình độ cao hơn. Cho tới khi vô cấp 3. Cấp 3 thì trình độ của toán Đan Mạch nó đuổi kịp toán Việt Nam. Khi mà bạn Vinh vô lớp 8 học toán Đan Mạch á, nó giống như toán lớp 5 ở bên Việt Nam vậy đó. Rất là dở luôn. Em mà thì làm trong bị nhân lão. Dinosaur và đến hai em mà đi mà Hinsman là sao mắng ô Enter. Có một bạn hỏi là cảm giác của em mà sao khi mà Vinh già hơn em mà nhiều tuổi như vậy. In problem. Vinh vẫn trẻ đẹp trai mà. In problem, nhớ cái mau bờ đi in sân phía đó đi đến là. Em mà kêu thích mấy anh già già. Yeah, hello Hoàng Diệu Huy. Đúng rồi, đó là lý do sao Việt Nam mà đi thi toán thế giới, Việt Nam hay đánh giải cao. Tại dân Việt mình rất là giỏi toán. Nhiều quá, mình đọc không kịp. Đây, mình nói tế. Bên đây không có tiền hả? Thì cũng được, sống ăn thằng tiền trợ cấp. Nhưng mà tiền trợ cấp thì giống như là đủ để mình sống thôi. Còn muốn mà sống mà phà phớn á, thì phải chịu khó đi làm. Ở đâu cũng vậy thôi, đi làm mới có tiền xài. Bên này không có kêu Yumi thôi, kêu mày tao thôi, không có kêu chú.
Nếu mà gặp ở Việt Nam là cây cấn, là kêu chú. Tôi sẽ nói kênh mà bảo anh Uncle. Uncle Vin. Để cho mày ấn tên ta. Anh Vin sinh năm 88. Nếu em cách nhà anh 2 cây số em cứ qua chơi thoải mái. Đan Mạch nổi tiếng về lĩnh vực gì hả? Em biết công ty Đan Force là công ty chuyên làm về cái cục mà trên mấy cái là máy sưởi á. Đan Force cũng Đan Mạch cũng nổi tiếng về Lego, những cái đồ chơi Lego là của Đan Mạch. Nền tiên cá của Đan Mạch cũng nổi tiếng nè. Đan Mạch có một món cũng rất là ngon gọi là Open Sandwich. Cái này thì để có thứ vào mình cái phần trên trên nào nè. Oh, chút là là just cannot share Đan Mạch. Nếu du lịch Đan Mạch tiền vé máy bay á thì hồi xưa anh đi là 2.000 đô một vé, nhưng bây giờ thì vé nó rẻ rồi, đi khoảng 1.000 đô là một vé, là khoảng 20 mấy triệu, 21-22 triệu tiền vé máy bay. Qua đây thì nếu tự chi trả thì chắc khoảng tốn khoảng 3-4 triệu một ngày. Hồi xưa anh chơi game đột kích đó, nhưng mà hết rồi. Thế mà năm nay 21-22 tuổi, anh quay bằng iPhone 11. Nhiều quá anh đọc không hết. Học tiếng Đan Mạch á, lúc đầu á, thì hơi khó, nhưng mà mình chịu khó, mình đọc nhiều á, thì mình sẽ giỏi. Ở cái, bất kỳ thứ tiếng nào cũng vậy, chịu khó là sẽ giỏi. Anh quay bằng iPhone 11 Pro nha bạn. I don't lose your cast up. Em mà có vẻ buồn rồi. I don't lose your cast up. Em mà hơi ngứa cổ. Anh quê Biên Hòa, Đồng Nai. Tự hào là người Biên Hòa. nói bài câu tiếng Đức hả? Ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen. Tức là mình biết tí xíu tiếng Đức thôi. Guten Tag. Tiếng Đức buổi chào là Guten Tag. Người Việt ở Đan Mạch chắc khoảng hơn 10.000 người. Mà hát dở. Cái đồ xuống. Hát dở lắm. À, đồng hồ này là đồng hồ Casio, nhưng mà mình độ lên, thấy không? Để bữa nào mình làm một cái clip độ đồng hồ nha. Để cho mọi người coi. Sự suy nghĩ thì thật sự tính là anh chững chạc hơn so với em, mà thì tất nhiên rồi anh hơn 11 tuổi, với lại anh từng trải hơn. Em mà thì giống như kiểu công chúa ở trong nhà mà bị anh bắt cóc đi vậy đó. Em mà xài cái này là gì? Điện thoại XS Plus, XS chứ. Yeah. iPhone. Nhiều quá, đợi anh tí rồi. Hồi ba anh mất hồi tháng 10 năm ngoái là cái đó lần gần nhất anh về Việt Nam. Nghĩa là gần 1 năm à. Anh cao 1m74, em mà cao 1m72. Anh đang ở quán Espresso House. Để quay quán cho mọi người coi nha. Đợi một tí. Để quay camera lại. Đây là cái quán mình đang ngồi. Thấy không? À, rất là đẹp luôn ha. Để đàng hoàng rồi rớt cái này. Sao? Cái đồ snack. Vì sao đi nhà trẻ rồi. Bây giờ đang là 11 giờ thứ 7 phút. Bên đây đang buổi trưa, nhưng mà hôm nay thời tiết hơi bị chán, thời tiết chuẩn bị mưa hay sao. Nhiệt độ bên ngoài khoảng 22 độ C. Viết mời minh mèo. Hả? Viết mời minh mèo. Anh biết Đình Hùng. Mặc kiếm điểm được. Bên Đan Mạch không có cà phê cộng. Em hiền khô à, toàn bè anh ăn hiếp không. Du học sinh hả? Du học sinh thì cũng có một phần, nhưng mà anh không thấy nhiều, anh thấy du học sinh Trung Quốc nhiều hơn. Có một bé hôm bữa đó, Cindy á, là du học sinh, cũng là do cũng ở gần đây nè. Để bữa nào mình sẽ làm một cái vlog về du học sinh Việt Nam tại Đan Mạch.
thì sẽ quay về bé Cindy và coi chỗ ở như thế nào và cảm nghĩ ra sao khi ở Đan Mạch. Nhiều quá mình đọc không kịp. Anh có đi Trảng Bom rồi. Tiếng Thái hả? Sawadikap. Bùm lắc cun lắc má. Sawadiyo, sawadira. Apkun khap. Tiếng Thái biết chi xíu. Đan Mạch dân số khoảng 5,9 triệu dân, là gần 6 triệu. Đúng rồi, tiếng Thái cái khạp khạp khạp. Anh đang làm YouTube, anh có nhà hàng mà mới bán rồi. Hiện tại thì anh có đầu tư một số dự án, nhưng mà tại vẫn đang trong vòng bí mật nên chưa nói được. Chẳng già anh chưa đi. Ê, để bữa nào đi, tại rất là nhiều bạn yêu cầu. Em đi thế kia nè. Nhiều quá. Ê, rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình làm clip về du học ở Đan Mạch. Thì tại cái diện du học á, nó rất là phức tạp, nó nhiều giấy tờ phức tạp nên mình phải nghiên cứu kỹ rồi mình mới dám làm vlog. Chứ nói bậy bạ người ta chửi chết. Để anh coi chế độ 5 giây chỉnh sao ra. Ok. Không biết, để lần sau mình chỉnh lại. Tesla thì năm sau, hè năm sau Vinh sẽ mua chiếc Tesla. Bây giờ thì để dành đủ tiền rồi. Chiếc Tesla là sẽ là model Y, model Y. Thì giá là khoảng 2 tỷ. Và tại bên châu Âu á, model Y á, chưa có ra. Tới người ta đang xây cái Giga Berlin á, ở bên Đức. Khi mà cái Giga Berlin xây xong vào khoảng tháng 7 năm sau thì sẽ được phép đặt. Ở Đan Mạch chưa cho đặt luôn. Nên đặt cái đó rồi sẽ mới lấy xe về được. Nhập tịch Đan Mạch á, là bạn phải ở đây ít nhất là 9 năm. Và đủ một số điều kiện khác nhau. Đan Mạch á, Đan Mạch cũng tính chắc bằng 1/3, 1/4 Việt Nam à. Tính về diện tích. 2 tỷ á, là vô thuế rồi đó, vô thuế hết rồi, khoảng 2 tỷ chiếc Tesla Model Y. Ở Việt Nam chắc khoảng 4 tỷ. Ê, thì anh với em mà là đồng ý là sẽ đẻ 4 đứa. Ok, on screen. Bọn mắng phấn chìa vậy ha. On screen, bọn mắng phấn chìa vậy ha. Ê... Tôi kênh ghi nông à? Tôi nghe phim à? No, I'm happy. Tôi nghe phim hả? Bọn mắng. Bao nhiêu đứa? gia đình anh Vinh đạo Phật. Gia đình em mà là bên Đan Mạch là theo Công giáo. Nhưng mà Vinh thì theo không có theo đạo nào hết á. Vinh là đạo bậy bạ. Hồi xưa anh có chơi thể thao, nhưng bây giờ già rồi lo kiếm tiền thôi. Mình sẽ bù bỏ cho em mà. Nhiều quá, đã từ mình đọc không kịp, không kịp. Vincent á, Vincent không có đạo gì hết á. Thế mà cho nên mà hồi xưa lúc mà xin Vincent á thì muốn rửa tội Vincent. Thì mình nói không cần, không cần thiết rửa tội. Tại vì để cho mai mốt Vincent lớn lên, tự quyết định Vincent muốn theo đạo nào. Anh quê Biên Hòa. Tính cuối năm này về nè, sẽ phải dám cho biết làm slot này ngô. Tính cuối năm về mà dịch corona với lại cái bụng chà bá này không biết sách về được không. À, tiền Đan Mạch hả? Wow. Bạn nào muốn coi tiền Đan Mạch giơ tay lên. Đây, cái được không? Đây là 100 đồng tiền Đan Mạch. Cái này nó khoảng 350 ngàn. Đây là 200 đồng của Đan Mạch. Anh chưa qua Hà Lan nữa. Và đây là tờ là lớn thứ nhì, có tờ 1.000 nữa mà không có. Đây là 500 đồng tiền Đan Mạch. Okay. Bữa này dùng tiền giấy nhưng mà có tiền cắt luôn. Nhưng mà phần lớn đâu? Nhưng mà phần nhưng mà phần lớn người ta xài thẻ. Anh biết Bixi Tân Hiệp. Thế mà thật sự biết có mỗi tiếng Đan thôi. Rất là dở về ngôn ngữ.
Em mà là bầu 4 tháng, bầu cao bầu mắng mốn em Evin luôn. Ừ. 4 tháng. Anh biết chơi xíu xíu guitar, chơi dở lắm. Ê, ba anh thì mất rồi, mẹ anh ở Đan Mạch. Ê, mấy lần anh rủ mẹ anh quay phim lên YouTube á, mà mắc cỡ không ấy, không cho lên. Nhưng mà rất là hiền. Nhưng mà sư tử mà, chọc chọc hồi sẽ bị giữ. Sư đua thì hi sư lô liều sư. Chọc mà giữ lên là dễ lắm, chọc cho ghen là giữ lắm. Sẽ đủ xin khưa rồi thôi. Nói. Em phải stop vậy. Em mà kêu không có buồn, tại em mà không hiểu gì hết. Để bữa nào đây sẽ là một cái clip riêng về tiền Đan Mạch. Tại mình cũng không rành cái địa danh danh tiền nữa. Đúng rồi đó, từ hàng theo dõi anh xuống sắc không? Em mà xài hàng hao quá. Anh sẽ giúp lưu em mà sử dụng cho con xong. Rồi đó. Bên mình có khoảng 10.000 người Việt. Ồ, đặt hạn chế thời gian ở đâu mình cũng không rành luôn, này là để mình kiếm thử nha. Ồ, đặt hạn chế thời gian ở đâu. Ồ, có chế độ làm đẹp nữa ta. Ok. Plus, đẹp. Tắt cái này sao con không biết luôn. Vinh biết tiếng Đan Mạch nè, tiếng Anh nè, tiếng Việt nè, tí xíu tiếng Đức nè. Mà tiếng Đan Mạch thì khi mà bạn ấy tiếng Đan Mạch á, thì bạn sẽ hiểu và nói được sơ sơ tiếng Na Uy và Thụy Điển. Tại vì giống như kiểu tiếng miền Nam mình với tiếng miền Trung và miền Bắc. Ok, top chat, sao đen. Ủa sao tắt cái này không được ta? Ok. Ok, bữa nào anh sẽ làm video cho anh em mà. Phụ nữ ở bất kỳ đâu, sex đều mạnh hết. Tùy người đàn ông thôi. Tùy cô, có tất nhiên ở đâu cũng có cô này ghen, cô kia ghen. Ok, bây giờ thì hãy đủ phép đi. Skype con chua. Bây giờ để mà ngồi đây chán nè, bây giờ dắt mọi người đi một vòng phố Đan Mạch nha. Bạn nào đồng ý? Bây giờ mình muốn đi vô cái shopping center ở đây hay là đi ra phố đi bộ? Tại bây giờ có 11 giờ rồi. Bây giờ phương án thứ nhất á, là đi ra phố đi bộ. Phương án thứ hai là đi vô shopping center. Shopping center thì có thể bị mất sóng. Mọi người phương án thứ nhất hay hai nha, ghi lên cho mình biết. Ok. Gắn cái microphone luôn, cho nó dễ nói chuyện. Ok, super. Save it smooth. Okay, yep, come again. Ok, come. Đợi mình một tí nha. Sẵn quay quán cà phê nè. Đây, quay xa. Người ta không phải đi dẹp về cái đồ ăn nè. Push in van nè. Sủa đất á miếng rồi. À, anh bị hói. Bị rụng tóc. Chứ mọi người có theo em rồi, thấy không? À. Khen cô chú rồi. Thôi hết. À, em mà muốn đi hô em. À, đi đi. Yeah. Anh không biết nữa. Đang mong con gái mà có thể là bầu con trai. Thấy cái triệu chứng giống hơi giống Vincent hồi xưa. Anh hình như có đi Highland rồi. Em mà dắt đi mua một đồ em bé nữa. Vinh cao 1m74. Không, hồi xưa anh quen em mà nói chuyện rất là dễ, tại em biết nói tiếng Đan mà. Không, giọng người Đan Mạch phát âm rất là chuẩn luôn nha.
Bây giờ đang là 11 giờ trưa. Mọi người, 1.000 người xem thì mọi người cứ like khí thế lên nha. Mình sẽ có nhiều video coi. Đây, livestream đi mua đồ cho Vincent. Mấy cô nhân viên này cũng xinh lắm. Ê, anh đang tính là bữa nào thời tiết đẹp á, anh sẽ lên công viên Lego và quay clip. Nếu có điều kiện á, sẽ livestream luôn. Ừ, tại anh không có giỏi cái vụ ẩm thực, nhưng mà anh có làm mấy cái clip ẩm thực á. Hồi xưa mình tính lấy vợ Việt chứ bộ, đâu có tính lấy vợ Đan Mạch đâu. Tự nhiên dính chút mấy mà chứ. Thế mà không biết tiếng Anh. Ê, mình quê ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ê, anh sinh năm 88, em mà sinh năm 99. Chí tí. Cái phải cố kè first. Sao xí bia đen xí nè. Ok, em mà muốn đi cầu quần áo chứ. Ok. Ai vui lừa. Người quen. Dạ, livestream được bà tôi. Đó, what's good đó. Ê, có ăn cơm chứ, ăn cơm bình thường. Không, hôm nay có 20 độ à. Ok em, Hảo Vũ, có cơ hội em cứ gặp. Ok. Em nóng đặt phơm được xe luôn. Yeah. Flipper. Hồi nãy mà có ghen không? Em đưa xe luôn. Trời ơi. Ghen. Trẻ lắm, thấy gái ái sáp vô là ghen à. Bên cái tỉnh anh có 28 người bị Covid sau khi người ta xét hơn 20.000 người. Bầu đang đi mua đồ. On screen nè, không cho coi. Ok, phút đó không được quay. Anh tính nếu về Việt Nam á, cuối năm về. Nhưng mà bây giờ em mà bầu như vậy với lại dịch bệnh như vậy thì có thể là không về. Để coi sao nha mọi người. Let's get cái kick qua đây xin nè. Cái phải cố kìa. Đang kêu em mà đi qua phố đi bộ. Ok, cái phải cố kìa. Ok, boss. Extract moment now. What extract moment now? What? Julia. The, Emilia. Little sister. Hồi nà... Hồi tắt đi và chết for WN sẽ hot sauce. Đang like nha mọi người. Ok, bây giờ quay phố nè. Tại scan là ngày 9 tháng 9 nên tới scan mà mới biết là con trai hay con gái. Anh Vinh biết được khoảng 4 thứ tiếng. Không, anh có... À dạ, rung quá. Anh có gậy chống rung á, nhưng mà tại để trong xe mà rồi. Scan cho thôi mà đến được. Đúng rồi đó, sợ mà đi đường quyền. Để coi cái này thì bây giờ ra đây thì chắc hơi bị rung đó. Qua đâu? Không, lại người quen nữa. Nào, tôi sẽ hít tí lên đây nè. Bên tập hình đến. No. Hình lý là for school. No, ok. Để coi lì ấp chè lên. Cảm ơn mọi người. Anh thường là anh ăn hiếp em mà chứ không có... À, đúng rồi, bữa nào bạn có qua bên Việt Nam, từ Đức qua Đan Mạch cứ qua thăm mình. Để hết dịch nha. Còn mùa dịch thì mình né một tí. Lên pha đỏ. Ok, để kéo xa xa ra cho mọi người coi. Rung quá, không ổn. Basically, hai ba smooth course. Đáng lẽ là đi... bị corona nên ho nè mọi người. Là mọi người thấy không? Không bị ho dị ứng thôi. Đó, hoa đẹp chưa? Anh năm nay sinh năm 88 thì tính ra năm nay là 32 hả? Tại sinh cuối năm. Không, Đan Mạch không bắt đeo khẩu trang.
Đan Mạch chỉ bắt đeo khẩu trang khi mà mình ở trong cái gì, ở trong đi giống như xe lửa hoặc là xe bus này nọ. Bên sân họ Huỳnh. Ok, đang trực tiếp nha mọi người. Bạn Vinh đang cố gắng đi rất là chậm luôn. À, quán nhậu thì có, bia ôm thì không có. Thì sẽ lấy video đồ trái lòng mày nè đen. Dạ. Dạ, trái lòng mày. Bữa nào để kêu mà cho anh Vinh. À, ở gần chỗ mình nè, cái đây chắc 200m là có một trường gọi là Đan Mạch Southern University, là Đại học Nam Đan Mạch. Thì mình cũng đang tính qua đó làm livestream cho mọi người coi, quay một cái clip. Mọi người để ý nha, mấy cột đèn nè, thấy không? Người ta làm mấy cái bông dễ thương không? Ở mấy cột điện nè. Bên này đang là 11 giờ mấy rồi. Đây đang quay phim, mình không có bận coi, không có tiện coi đồng hồ nha. Khó, lâu lâu anh coi đá banh hoài. À, Bắc Âu thì có Thor, thần sấm. 11 giờ 10 phút. Mọi người theo để ý nha, đồ người ta để ngoài đường này nè, không có sợ mất cắp. Không, cái phố đi bộ này không đẹp bằng phố Bình Đức. Phố Bình Đức đẹp hơn nhiều. Anh biết được tí xíu tiếng Đức. Đây có một cô bé Đan Mạch nè. Hiện tại bây giờ thì mình đầu tư. Không nói chuyện với mà buồn nè. Không biết nữa, chắc bây giờ quá. Bây giờ năm nay mạnh quá. Biết Ericsson. Đúng rồi, trẻ em ngồi trời thì sợ là xe tông thôi chứ không sợ bắt cóc. Ở đây là có một cái địa điểm rất là mắc cười nè, từ từ để có cái ghế ngồi đi bộ rất là dễ thương. À, không ai bán vé số dạo. Bên này bán vé số người ta có tụ điểm người ta bán đàng hoàng. Có cá độ đá banh luôn. Cá độ đá banh bên Đan Mạch là hợp pháp. Để bữa nào mình làm một clip về cá độ đá banh nha. You can kiss me. Sao? Tôi sẽ được kiss me. Yeah, không? Không, không, không. Không. Nguyên, chúng ta ăn rồi. Yeah. Để mà hôn đi. Được for now. Ở đây nè mọi người thấy có cái ghế nghỉ chân nè, rất là mắc cười nha, nó giống cái bập bên nè. Thế mà cái đồ khó. Đến đây. Mình sẽ khai ốp vậy. À, đá gà thì không có. Này, giống như cái nào đi đề phà flu rồi. Để qua khu này. À, mọi người thấy khúc này người ta để mấy cái dù mắc cười lắm. Áo đi nhiều khỏe không sao hết. Nếu mà đi vòng vòng á, có thể phân biệt chính xác khoảng 70% gái Đức và gái Đan Mạch. Mọi người thấy không? Bông người ta quá trời luôn nè. Bông nè, dù nè, cây xanh nè. À đúng rồi, bỏ Audemars Piguet, bỏ AP nhưng mà độ bằng đồng hồ Casio. Mọi người thấy không, người ta ngồi ở ngoài uống cà phê ở đây nè, rất là nhiều luôn. Em mà mới ăn xong rồi không có đói đâu nè. Hello là hợp hí. Để coi chắc hết dịch sẽ đi nè. Ui, bây giờ bên đây là 10 giờ 12 phút, 11 phút. Anh không biết nữa, anh không có fan đội nào hết. Hồi xưa là fan Barca, nhưng mà bỏ coi lâu lắm rồi. Đan Mạch không có phố đèn đỏ, bên Đức thì có phố đèn đỏ. Anh xài 4G. Em mà hả? Facebook em mà giấu mà. Hả?
Đúng rồi, bên đây đang khoảng 20 độ nha chị Huyền Dương. Có, mới ở mùa hè thì có bán dậu mùa hè. Anh chưa coi Once Upon a Time in Hollywood. Hay phá đây. Ok, nãy giờ livestream được 35 phút rồi. Thì gái đang mặc cái thời trang nó khác, phong cách đồ nó khác, phong cách trang điểm nó khác. Gái Đức thì cái khuôn mặt nó cũng khác xíu xíu nữa. Đan Mạch có tuyết là khoảng tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Bên đây á, một cái thành phố, á, một cái trường học là có khoảng một cái sân bóng. Mà một cái thành phố có khoảng hơn mười mấy cái trường học thì có mười mấy cái sân bóng. Cộng với cái thành phố có sân bóng riêng nữa, tức là một cái thành phố có khoảng 20-30 cái sân banh. Thành phố nhỏ nha, thành phố là có mấy chục ngàn người ở đó. Có casino, bên Đan Mạch casino rất là nhiều. Đúng rồi, đem mặt cho dễ đẻ. Để mọi người thấy nè, cái đặc điểm của Đan Mạch nè là xe đạp. Thấy không? Xe đạp người ta để rất là nhiều luôn. Rồi, ok. Không có đổ xe đạp. Xe bê xe pha bên. Yeah. Ok, livestream này hơi bị dài rồi, 36 phút rồi. Livestream này tới đây là hết. Cái màn cũng mệt rồi nên mình chạy về ha. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Nhớ like vào cho cái livestream này thì để mình coi một thời gian rảnh mình sẽ làm nhiều vlog hơn. Yeah. Ok, bye mọi người. Hi. Bấm ở đâu? Tắt.